Hiếu xin chào tất cả các chú anh chị cùng các bạn. Chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ mạnh khỏe nhé. Thì ngày hôm nay thì Hiếu đang ở quê và ở đây thì cái vị trí này là nhà của chị gái, nhà của bác, nhà của anh cả. Năm nay thì Hiếu về đang ở tạm với nhà của anh. Và hôm nay có một cái niềm vui rất là đặc biệt. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mà Hiếu được nhận hai cái thùng quà. Đây cả nhà, hai cái thùng quà nhé, rất là to. Hai thùng quà này thì Hiếu được một ông anh ở bên Mỹ, Hiếu xin giấu tên, một ông anh ở bên Mỹ gửi tặng cho Hiếu những cái vật dụng ở trong này. Bây giờ thì Hiếu cũng đang mong muốn và hôm nay cũng nhận được cái món quà nên là cũng muốn chia sẻ đến cả nhà xem chúng ta có những gì trong cái thùng quà này nhé. Lần đầu tiên mà Hiếu được khui cái thùng quà từ Mỹ gửi về đây cả nhà. Hai thùng quà này, hai quả rất là nặng luôn. Wow, trời, thùng này nữa. Bây giờ Hiếu sẽ khui cái thùng nhỏ này trước nhé. Đây, giờ chúng ta sẽ khui thử xem. Hồi hộp lắm cả nhà, không biết ở trong có gì. Cái thùng quà này thì Hiếu lấy địa chỉ ở trong Sài Gòn và nhờ người cháu nhận giùm, xong đó từ Sài Gòn gửi xe về. Wow, đây rồi, quay lại đây đi em. Ui, đầu tiên là một nhìn thấy một cái mà Hiếu thích là cái con dao này để đi rừng mình làm những cái món ẩm thực này, rất là đã luôn. Con dao có thể là dùng để làm những cái chế biến những món ăn. Một lát này chúng ta sẽ khui ra từng sản phẩm ra xem nhé. Và đây là một cái thùng dường như giống như là muối ấy, muối vừng hay là cái gì đây, Hiếu cũng không rõ lắm. Một lát thì Hiếu sẽ chắc là sẽ hỏi ông anh xem là cái này là dùng như thế nào. Giống như kiểu muối vừng này, rồi là có những hạt tiêu. Rồi chúng ta để tạm đây. À, đây là quần áo ấy. Quần áo sao, đúng rồi, đây là quần áo này. Áo rồi cả nhà, đây là áo. Rồi để tạm qua một bên nhé. Đó, hai cái. Ôi trời, đây áo nữa này. Đây cũng quần áo luôn. Cái này là cái áo lạnh. Wow, cái áo này to lắm. Chắc là mặc không vừa rồi. Ui trời, áo nhìn rất là phê luôn. Mà to nữa chứ. To, và mình sẽ để tạm đây nhá. Đây cũng áo này, hai cái áo này. Trong này không biết mấy cái này. Còn đây, đây, ui trời, đây cũng quần áo luôn. Wow, này, quần áo nhiều lắm. Đây nữa, ui quần áo. Quần áo rất là nhiều. Và đây, đây là đồ hộp với cả nhà này. Anh chắc là đồ hộp đấy. Ôi, do vận chuyển nên là cũng va đập nhiều nên là bị móp này. Đây là cái đồ hộp nhé. Đó. Ôi, đây là bánh. Ô, cái hộp bánh này sao bị ra rồi này. Chắc là do đi đường vận chuyển nó bị bung ra. Hộp bánh, hộp bánh quy. Một đồ hộp này, hai bốn cái này hộp, cái hộp này mình đi rừng có thể là dùng để ăn được. Và đây là kem đánh răng Colgate ở Mỹ này, ba hộp kem đánh răng. Wow, rất là nhiều đồ luôn. Wow, đây cũng một hộp bánh nữa, do là đi vận chuyển từ Mỹ về nên là những cái vật dụng này bị gọi là bị va đập. Cái này không biết cái gì này, mình sẽ khui thử một cái nhé. À, cái gì đây nhỉ? Ồ, cái này không biết là cái gì. Một lát nữa thì Hiếu sẽ hỏi ông anh xem cái này cái gì chứ mình cũng không biết nha. Cả nhà mà biết cái này thì comment cho Hiếu biết với nha. Cái này này, nó giống như kiểu một cái bánh bánh gì ấy. Nó mềm mềm, giống như kiểu
kem hay là bơ gì đấy, nhìn mềm lắm, hay nhỉ, nhìn thích cực kỳ luôn. Rồi mình sẽ để tạm đây. Cái này là Hiếu thấy là có ba hộp này. Wow, nhiều lắm. Còn đây là cái gì đây? À, cái này là ông anh nói với Hiếu là có mấy cái ống thuốc xịt muỗi để đi rừng này, phòng chống muỗi cắn này. Còn đây, à đây là cái ống để mà lọc nước khi mà đi rừng á, thì dùng cái ống này để hút nước này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thùng này cũng nhiều thứ này. Thùng nhỏ nhỏ này. Ở đây có dầu gió. Dầu gió này Hiếu nghe nói là của Singapore, của Mỹ thì chứ không có biết nhé. Có một hộp này, hai hộp này. Còn cái này không biết là cái gì đây. Có một hộp nhỏ nhỏ, không biết cái gì đây. À, cái này là cái dụng cụ đi rừng để phòng chống rắn độc cắn nhé. Khi mà gặp rắn độc cắn thì đây là những cái dụng cụ để mình hút độc này. Đấy, đợt trước là ông anh cũng có nói với Hiếu là những cái này là đi rừng mà phòng lúc mà rắn cắn là mình có thể dùng để mà hút cái nọc độc của con rắn ra kịp thời. Lúc đó thì chúng ta có thể là ra khỏi rừng để đi về chữa trị. Còn cái này là không biết cái gì đây. Được xem nha. Này không biết cái gì đây này. À, cái đánh lửa. Cái này là cái đánh lửa này. Đi rừng chúng ta có thể không cần hộp quẹt mà chúng ta dùng cái này để đánh lửa đấy. Phải không đây nữa. Đúng rồi, nhưng mà cái này là phải lắp vào đây. Sao nó rơi ra rồi. Ôi, nó bị rơi ra cái này. Đúng rồi, cái đánh lửa nhá. Đó, cái đánh lửa luôn. Rồi, cái này là rất là hữu ích cho công việc Hiếu đi rừng. Rất là tuyệt vời luôn. Hai cái nha. Hai cái đánh lửa này. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên đã. Còn đây là cái gì đây nhỉ? Không biết cái gì đây nữa cả nhà này. Thôi tạm thời cứ bỏ ra đi. Cái la bàn. Cái này là cái la bàn cũng đi rừng. Những cái này đi rừng khi mà chúng ta bước vào rừng thì xác định cái mục tiêu lúc đầu là chúng ta đi hướng nào, và lỡ may có bị lạc thì chúng ta sẽ nhìn vào cái la bàn này để không bị lạc. Đó, gọi là cái la bàn. Đó, bấm vào tay. Thôi, Hiếu cứ để tạm ra đây đi đã, mình sẽ tranh thủ khui nha. Cái này là men. À, cái này là chắc là xà bông tắm hay là cái vật gì đây, chắc là xà bông. Còn đây cái dầu bóp. Dầu bóp. Ồ, đây cũng là một cái đồng hồ la bàn hay sao. Xem nhé. Cái gì đây nhỉ? Cái này chắc là Hiếu phải hỏi ông anh là cái gì nhé. Bây giờ cũng không biết cái gì đây. À, cái đèn. Cái đèn pin. À, nó có mấy cái bóng này. À, đèn này, cái đèn pin đây cả nhà. Nó bé thôi. Cái này ban đêm thì mình mới biết được có sáng hay không nhé. Ôi, tạm thời là vô còn thùng đồ còn nhiều lắm. Ủa, đây này. Đây là một cái rìu của Gbia. Các bạn thường xem Sinh Tồn thì có anh rất là nổi tiếng là anh Bear Green sử dụng những cái dụng cụ Sinh Tồn, nhưng mà ở đây là của công ty Gbia nhé. Hãng Gbia. Cái này không biết là cái võng là cái gì. Đây là một cái bộ nồi hay cái gì đấy không biết nữa. Đúng là bộ nồi rồi cả nhà ơi. Bộ nồi này nhỏ. Bộ nồi mini để đi rừng. Đó. Nồi mini, cái này thì một mình thì được, nhưng hai ba người thì không biết là. Đó, bộ nồi mini. Rất là nhiều. Tất chân này hay là tất
ồ đây, cái này mới đặc biệt là rất là tốt đẹp này. Cái này là cái ba lô đây cả nhà, cái ba lô đi rừng. Ồ, nhìn chất chưa? Wow, cái ba lô. Ba lô này nó chỉ đủ để mình mang những cái dụng cụ cần thiết, máy móc đi rừng. Nhìn cũng đẹp, nó là chất luôn. Hai bên đều có những cái túi này, nhỏ nhỏ này. Thôi, tạm thời hết bỏ ra. Ô, cái gì đây nữa? Cái này cũng bánh này, mà mình nghĩ nó bị dập hết rồi. Không biết là có còn ăn được nữa không? Để lát ra sẽ kiểm tra sau. Có một vỉ bàn chải đánh răng. Và tiếp tục là ba hộp bánh. Ba hộp bánh là 5 cái hộp bánh này. Ở đây thì à, quần lót cả nhà. Quần nhỏ nhé. Cái này này. Cái này là một cái máy cạo râu. Bởi vì đi rừng nhiều khi Hiếu cũng hay cạo râu. Vì râu cũng nhiều nên là ông anh tặng Hiếu một cái máy cạo râu. Ta sẽ khui ra xem. Cái thùng to này. Sao đây? Khui kiểu gì không biết nữa. Hiếu đang quay cái máy GoPro thì bị nóng quá nên là bị ngắt quãng nên là Hiếu phải quay lại bằng cái máy điện thoại đây cả nhà. Ở đây cái thùng cạo râu, cái máy cạo râu. Ở đây trong này Hiếu có một cái thấy một cái hộp này. Không có cái gì. Và đây cái hộp này là cái phụ kiện của nó này. Và nhân vật chính này đó, thùng này hết rồi nhé. Nhân vật chính đây. Một cái máy rất là đẹp luôn. Thấy cái thùng to nhưng mà cái máy mở ra nhỏ gọn đấy cả nhà. Đó, có cái túi đựng này. À, cái này là Hiếu rất là thích luôn. Vì đi rừng nhiều khi đó, cái máy này nhìn đã không? Bắt nguồn ở đâu? Có pin chưa? Sạc pin. Và mình sẽ thử nguồn xem sao nha. Có pin. Không biết còn pin không? Chắc là không có pin rồi. Chưa có pin rồi. Cái này thì Hiếu sẽ cất đi. Và mình sẽ thử test xem sao nhé. Sau nhé. Đó, tạm thời bỏ vào đây đã. Rồi bây giờ qua đây chúng ta sẽ bỏ cái quần áo vào đây. Ở đây Hiếu thấy có một cái áo này, 2 này, 3, 4, 5, 6 cái. Cái này là cái áo thu đông, mùa thu mát mẻ thì vẫn có thể mặc được nhưng mà to. Mấy cái áo ở đây thì Hiếu thấy cái nào cũng to lắm, size bự như này. Một lát thì mình sẽ thử xem có cái nào vừa không nhé. Bây giờ Hiếu sẽ khui cái thùng đồ thứ hai này. Đây không biết có tên không. Ở đây chỉ có cái này thôi. Không thấy tên đâu nha. Nhưng mà cái này Hiếu biết là của ông anh. Ông anh này gửi luôn. Sẽ khui thùng này luôn. Wow, cái này lại cũng nhiều đồ nữa luôn này. Ô, trời ơi trời. Đồ hộp không, cái này là cá hộp nhá. Cá hộp này. Một này, mình sẽ đếm xem cái này bị móp do vận chuyển. Một hộp này. Hai này. Ba. Bốn. Cái này là mấy cái gì nữa? À, cái này nó cũng giống như cái bánh hồi nãy. Hồi nãy mà Hiếu nói ấy, nó cũng giống như kiểu không biết là cái gì ăn thế nào, lát Hiếu sẽ hỏi sau nhé. 4 hộp cá này, 5 hộp cá này. 6 hộp này. 7 này.
8 này. Cái này là giống như kiểu bim bim hay cái gì đây này, cũng thuộc bánh. Còn đây một cái hộp này nữa. Ui, ở đây còn có mấy bánh nữa luôn. Cái bánh hồi nãy này, cái bánh này nhiều lắm này. Nãy là hai cái rồi, hai cái, ở ba cái rồi, còn đây một cái nữa. Và 4 là thành tính ra là 5 cái rồi. Và đây thì để xem nhé, cũng một cái áo lạnh nữa, áo thu đông nữa luôn này. Ui, cái này là áo này, không biết mặc thằng nào cho hết luôn. Cái này cũng bánh này, cái này cũng bánh này. Bánh này, một hộp cá nữa này. Là để xem mấy hộp cá này, 2, 4, 6, 8 cái hộp cá luôn. Đây một hộp bánh nữa, và đây là một cái dù, đúng rồi, cái này là cũng thùng quà của ông anh luôn, một cái dù để lúc mình đi rừng có thể là che mưa, những lúc mà trời mưa máy quay có thể là đó, cái dù để mà che máy quay, lúc mà trời mưa mình có thể tận dụng nó để quay hoặc là đi đi đường. Đó, tặng người để đó nha. Đây nhân vật chính đây, cái này là nghe ông anh nói là một cái lều cả nhà, cái lều di động. Đây một cái nữa là hết rồi. Có cái thùng thứ hai, thùng thứ hai là chúng ta có bánh này, cá hộp rất là nhiều này, và hai cái hộp này, cái hộp này nữa. Một lát thì Hiếu chắc là Hiếu sẽ hỏi ông anh là cách dùng những cái này, Hiếu cũng chưa biết, chắc là cô chú anh chị nào mà ở Mỹ thì chắc là biết những cái hộp này. Đây cái hộp này, cái bánh này không biết là bánh gì đây. Đó, bây giờ Hiếu sẽ khui thử cái thùng này xem là cái lều hay cái gì nha. Wow. Ôi, cái túi, à cái này là cái túi ngủ, túi ngủ, túi ngủ này mà trời mùa đông đi rừng mà mình dùng cái này để chôn vào mình ngủ thì đúng là bao phê luôn. Túi này màu đỏ nhé, rất là to. Rồi, cái này là cái túi ngủ đấy. Đây là cái lều, mình sẽ xem khui cái lều này xem nhé. Ủa, ở đây có cái má sản phẩm để xem có giá không nhé. Không thấy cái giá, còn mình sẽ khui bên này qua. Một cái lều di động. Ồ, cũng nhỏ gọn đấy nhé, rất là tiện cho việc đi rừng cắm trại. Ở ngoài thì chúng ta thấy cái hình ảnh của cái lều đây. Hiếu thì chưa dùng cái lều này bao giờ, chắc là mình cũng sẽ phải xem cách dùng thế nào nhé. Ồ, đây này. Đó, có túi đựng, khui ra thử xem. Còn có cái bộ chân này, bộ chân để mình bộ khung, và cái tấm bạt này. Cái này thì mình nghĩ là nó chống nước rất là tuyệt vời luôn, cái bạt này. Và trên đây là vải. Còn cái này thì Hiếu cũng chưa biết lắp như nào, thì hôm nào mình đi rừng hoặc đi cắm trại kích thích ở đâu thì Hiếu sẽ dùng cái lều này luôn. Mình nếu mà mình đi ngắn ngày thì mình đỡ mất công phải làm lán làm lều, rất là món quà rất là ý nghĩa. Tạm thời thì Hiếu cứ đó, hôm nay Hiếu đó, vào đây đã. Vậy là nãy giờ Hiếu phải mất gần 30 phút để khui hết hai cái đồng đồ này. Cũng hôm nay là một ngày đặc biệt,
và cũng là lần đầu tiên mà Hiếu được nhận một cái món quà của một người anh ở bên Mỹ gửi về. Hiếu không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn anh rất nhiều. Người anh đã hỗ trợ, đã tặng cho Hiếu những cái món quà rất là ý nghĩa, những cái dụng cụ đi rừng, rồi bánh trái, rồi những cái thức ăn này, phải nói là rất là nhiều đồ luôn. Lần đầu tiên mà Hiếu được nhận hai cái thùng đồ mà nhiều những cái đồ dùng và vật dụng như thế này. Đó, bây giờ thì Hiếu xin cảm ơn anh rất là nhiều vì đã gửi cái món quà này cho em. Xin chúc anh sức khỏe, luôn may mắn, bình an trong cuộc sống anh nhé. Và Hiếu cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đã xem video của Hiếu nãy giờ. Bây giờ thì Hiếu cũng xin phép được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Và mình sẽ thu dọn những cái đồ đạc này. Cái nào dùng thì mình sẽ để riêng ra, còn cái nào vật dụng đi rừng Hiếu sẽ để riêng ra để Hiếu ra năm để chuẩn bị một cái hành trình mới. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì cho phép Hiếu xin được chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.